bạn đến với cả khóa học. Mình là Nguyễn Thu Hương, mình là food blogger trên trang Chóe Cooking. Ở khóa học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các món ăn vặt mùa hè, là các món ngọt như là các món chè. Ở trong khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các loại chè từ cơ bản đến phức tạp, như là các phương pháp mà ninh các loại đậu để ra thành chè, hay như là các phương pháp để làm các loại thạch, rồi các loại trân châu, hay như là phương pháp để làm các loại sốt nước cốt dừa mà đặc trưng cho các món chè ở Việt Nam. Ngoài ra thì mình có hướng dẫn thêm một số món của nước ngoài mà thị trường Việt Nam đang rất là ưa chuộng và được rất là nhiều người đón nhận. Với cả cái công thức mà dễ làm, hướng dẫn thì dễ hiểu, cũng như là các nguyên liệu mà mình sử dụng ở trong khóa học này là các nguyên liệu sạch, rồi mình sử dụng các đường không tẩy trắng hay là các nguyên liệu an toàn, thì khóa học này không chỉ là giúp cho các bạn mà muốn kinh doanh có thể là làm được, thực hiện được nhiều các cái món ăn vặt khác nhau, thì các bà nội trợ đều có thể là làm được các món ăn này tại gia đình, cũng như là các món ăn này đều rất là an toàn cho các bé ở trong tuổi ăn dặm nữa. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đi đến các bài học để cùng thực hiện các món ăn nhé. Mobi kết nối Internet, mua một lần bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.